Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đòi hỏi kiểm tra, rà soát việc ngã nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Anh, phó phòng về phòng chống tham nhũng của thanh tra Bộ Xây dựng, trưởng đoàn thanh tra đang bị tạm giữ trong vụ dòi tiền tại Vĩnh Phúc. Trao đổi với phóng viên vào ngày 18 tháng 6, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng phó ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Anh vừa được ngã nhiệm vài tháng đã xảy ra chuyện liên quan đến sai phạm là rất hi hữu trong giai đoạn này. Ông nói, dư luận và nhiều cử tri đã gọi điện đến cho ông bày tỏ sự rất bức xúc vì bà Nguyễn Thị Kim Anh là phó trưởng phòng về phòng chống tham nhũng của thanh tra bộ xây dựng nhưng lại có những hành vi vi phạm. Cử tri gọi điện cho tôi rất bức xúc và có người nói rằng, người làm công tác phòng chống tham nhũng ở cơ quan thanh tra bộ xây dựng lại có dấu hiệu sai phạm như bà Nguyễn Thị Kim Anh không thể chấp nhận người chống tham nhũng mà đi tham nhũng là điều đực cười, cơ quan có tính năng phát hiện, xử lý vi phạm lao lý mà lại vi phạm lao lý, rất đáng buồn, khó có thể chấp nhận. Một số người còn cho rằng, như thanh tra bộ xây dựng còn như vậy thì họ biết tin ngay. Trong vụ việc này nhiều cử tri còn đặt vấn đề dân thực sự tôi không lý giải được, ông Nhưỡng nêu rõ. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, ảnh Nguyễn Vĩnh Tường Điều đáng nói hơn, trong vụ việc này, theo ông Nhưỡng, em gái ruột của bà Nguyễn Thị Kim Anh cũng cùng nhập cuộc với nhiệm vụ thanh tra viên trong đoàn thanh tra. Không có lao lý của lao lý nào nghiêm cấm việc hai thành viên là người nhà nhập cuộc đoàn thanh tra, vì không thuộc vào trường hợp bị xung đột lợi ích. Tuy nhiên, việc cử hai chị em ruột như trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Anh cùng nhập cuộc vào một đoàn thanh tra cho thấy có vấn đề. Dư luận rất phản đối việc như vậy. Việc hai chị em ruột cùng trong đoàn thanh tra và với một số thông tin tôi nghe phản ánh cho thấy đoàn thanh tra này rất khác lạ, ông Nhưỡng nhấn mạnh. Phó ban dân nguyện của ủy ban cho rằng, việc ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng và trước đó thủ tướng đã có ý kiến hướng dẫn bao quanh vụ việc đoàn thanh tra của bộ xây dựng bị lập biên bản dạng vi phạm và tạm giữ người là việc làm rất kịp thời vấn đề cần thiết trong hướng dẫn là không chỉ xử lý nghiêm, không nương ta với sai phạm của đoàn thanh tra bộ xây dựng ở huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc mà còn rà soát lại cả quy trình ngã nhiệm cán bộ. Phải xem xét, rà soát lại tất cả các trường hợp đã ngã nhiệm, nếu không đúng phải thu hồi quyết định, ông Nhưỡng nói thêm. Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng cho rằng cần phải làm rõ vụ việc này để trắng ra trắng, đen ra đen. Ông nói, trong vụ việc đoàn thanh tra này có thể chỉ là con sâu làm rầu nồi canh, một số người trong đoàn thanh tra có hành vi vi phạm, nhất là khi phát hiện sai phạm của các cơ sở, tổ chức đơn vị, họ dò dĩnh để kiếm tiền, bao che cho sai trái đó. Trên thực tế, những sự việc lực lượng thanh tra lại vi phạm là có, vì thế, nếu phát hiện, phải xử lý đến nơi, đến chốn, khác là đây lại là cán bộ thực hiện quyền được thanh tra, kiểm tra mà lại có hành vi dò dĩnh, ăn hối lộ càng phải xử lý thật nghiêm thậm chí nếu phải xử lý hình sự, tôi đề nghị tòa phải xử hết cung để răng đe, làm gương cho những người khác. Ông Hoàng nêu.